Never fight over trifles. Đừng bao giờ tranh đấu vì những chuyện nhỏ. It was a hot summer. A traveler hired a donkey and set out on a journey. The owner of the donkey was following behind to drive the beast. Đó là một mùa hè nóng bức. người lữ khách nọ thuê một lừa và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Chủ con lừa đi theo sau để điều khiển nó. At mid day, they decided to take rest for some time but couldn't find any shady place around. Đến giữa ngày, họ quyết định nghỉ một lúc nhưng lại không tài nào tìm được nơi dâm mát. So, the traveler decided to rest in the shade of the donkey. Vì thế, người lữ hành đề nghị nghỉ dưới bóng con lừa. But the owner didn't let him do so as he himself wanted to sit in its shadow. nhưng chủ của nó không để ông ta làm thế vì bản thân ông chỉ muốn một mình ngồi trong đấy. The traveler said, How can you refuse me the shadow? I have paid you money after all. Sao lại không cho tôi nghỉ chung trong bóng của nó? Tôi trả tiền trước đó rồi mà. Vị lữ khách nói. But you have paid for the ride. Not for resting in his shadow, retorted the owner. Ông chỉ trả tiền để cưỡi nó thôi. Không có việc nghỉ trong bóng của nó. Tên chủ vặn lại. So, an argument followed between the two. và một cuộc tranh cãi diễn ra giữa hai người. When the donkey saw that the owner and the were busy fighting, he took to his heels and was soon out of sight. Con lừa trông thấy rằng người chủ và ông hành khách có vẻ bận rộn cho cuộc chiến đó. Nó liền tháo chạy và nhanh chóng mất tăm. trifle chuyện vặt donkey con lừa set out bắt đầu lên đường midday. giữa ngày. buổi trưa. decide to do. something. quyết định làm gì. take a rest. rest nghỉ ngơi shady có bóng dâm có bóng mát shadow cái bóng ride Cưỡi. retort bắt bè vặn lại take to his heels run away bỏ chạy hoặc lồng lên ngựa out of sight what matter